Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập số 22 của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, người chợt đến đó chính là Lữ Chính Anh. Trong nháy mắt, Chu Á Nam cũng đáp nhẹ xuống bên cạnh Chu Thắng Nam. Lữ Chính Anh hướng về Chu Thắng Nam cười nói: "Thuộc hạ tiếp ứng chậm chế, xin đại tiểu thư thứ lỗi." Chu Thắng Nam hừ một tiếng không nói gì. "Điền sứ giả cũng bị thương rồi ư?" Điền Bân cười ngượng ngùng. Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói: "Được, nhị vị hãy lui ra một bên, món nợ máu này xin để cho tiểu đệ đòi lại cho." Cổ Phi Quỳnh cười nhạt nói: "Thân là đại a đầu, chủ nhân chẳng qua cũng chỉ như thế. Ta không tin thân làm tay sai nhà ngươi lại hơn được y thị." Chưa dứt lời đã vang lên hai tiếng chát chát khô khốc. Cổ Phi Quỳnh đã lánh hai cái bà tay bỏng rát mà Lữ Chính Anh vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn hiên ngang uy vũ đứng nguyên tại chỗ, cười nhạt nói: "Thân thủ của kẻ tay sai như thế nào hả?" Lữ Chính Anh lúc này đã công khai thân pháp của mình trước mặt Chu Tứ Nương mà không hề có băn khoăn gì. Vì vậy thi triển thân thủ thoải mái, nhanh gọn dứt khoát. Tuy chẳng qua chỉ là vung nhẹ hai tay, nhưng đã chấn nhiếp toàn trường. Nhất là Chu Thắng Nam, vẻ mặt đầy kỳ dị, kinh ngạc nhìn Điền Bân, rồi lại nhìn sang Lữ Chính Anh, rồi nhìn Chu Án Nam. Tâm trạng của nàng lúc này, ngay nàng cũng không thể tự hiểu nổi. Không khí trầm tịch một hồi, Cổ Phi Quỳnh mới hồi thần trở lại. Quát lớn một tiếng, lao vào tấn công điên cuồng Lữ Chính Anh. Cổ Phi Quỳnh là đệ nhất phu nhân của Vô Địch Bảo, địa vị đáng tôn sùng. Với thân thế và địa vị của y thị như vậy, nếu bại dưới tay của Chu Tứ Nương thì không sao, nhưng lúc này bại dưới tay của thuộc hạ Chu Tứ Nương thì bi thảm ê chề vô cùng. Vì vậy nên y thị không nén nổi tức giận mà điên cuồng tấn công. Nhưng trong võ lâm, sức mạnh quyết định tất cả. Nếu công lực bản thân không bằng người khác, cho dù có liều mình thì cũng phí hoài. Lúc này Cổ Phi Quỳnh đã công suất hơn 20 chiêu như là bão táp mưa sa. Nhưng Lữ Chính Anh vẫn làm như không có chuyện gì, quay đầu lại hỏi Điền Bân: "Điền sứ giả, chuyện sao lại xảy ra như thế này?" Nhưng Lữ Chính Anh đã phát hiện Điền Bân đã biến đi đâu mất dạng. Tình huống này bất giác khiến cho chính anh ngơ ngác, liền hỏi Chu Thắng Nam: "Đại tiểu thư, Điền Bân đâu rồi?" Chu Thắng Nam lạnh lùng nói: "Có thể thừa cơ hỗn loạn vừa rồi y đã lén chuẩn mất." "Chuẩn đi ư?" Lữ Chính Anh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao thế?" Chu Thắng Nam nghiến răng nói: "Tên tiểu tử đó về ngoài trung thuận, bên trong gian trá, y đã cấu kết với người của Vô Địch Bảo rồi." Lữ Chính Anh ổ lên một tiếng: "Cái đuôi hồ ly của y lòi ra nhanh thế sao?" "Vừa rồi vết thương trên ngực hắn chính là do ta tức khí mà xuất thủ đâm hắn. Nếu không có con yêu hồ Cổ Phi Quỳnh này cứu y thì tên tiểu tử đó đã bị ta đâm chết rồi." Qua mấy lời này cùng với quan sát hiện trường, Lữ Chính Anh đã hiểu sơ qua tình hình trước đó. Lập tức siết chặt kiếm trong tay, bao chụp Cổ Phi Quỳnh vào trong một màn kiếm ảnh dày đặc, rồi gằn giọng hỏi: "Cổ Phi Quỳnh, có phải ngươi vừa rồi muốn ức hiếp người khác không?" Cổ Phi Quỳnh tuy bị rơi vào liệt thế nhưng vẫn ngoan cố nghiến răng thét lớn: "Đúng thế." Lữ Chính Anh cười nhạt nói: "Đại hội nguyên đán không còn 4 ngày nữa là tới, đợi không nổi hay sao mà muốn xuống gặp Diêm Vương sớm vậy?" Liền lập tức chiêu thức tung ra, hết chiêu này đến chiêu khác, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Lữ Chính Anh sau khi trao đổi với Chu Thắng Nam mới bắt đầu phản kích. Có lẽ chính anh cảm thấy hai cái bả tay vừa rồi mình đánh Cổ Phi Quỳnh đã tự bộc lộ tài năng quá nhiều, vì vậy lần phản kích này không tỏ ra mãnh liệt hiểm hóc. Thái độ này của chính anh khiến cho người khác sinh ra cảm giác sai lạc, cho rằng chàng chẳng qua chỉ thế mà thôi. Còn lúc vừa rồi đánh Cổ Phi Quỳnh, thân thủ đó chẳng qua chỉ là do cơ hội trong tình huống xuất kỳ bất ý mà tạo thành. Mà cái cảm giác sai lạc này, nhất là đối với Cổ Phi Quỳnh, càng có ảnh hưởng rất lớn. Sau khi y thị lãnh hai cái bạt tay và đợt công kích điên cuồng bị Lữ Chính Anh ung dung hóa giải, trong lòng vốn càng đánh càng run. Lúc này, Hồ Diên Mỹ, Mạc Tú Anh vốn đã âm thầm vận công lực sẵn sàng hành động,
Nhưng thấy Lữ Chính Anh thân thủ lúc phản kích lại chẳng qua không cao minh lắm, thì tâm trạng căng thẳng của bọn họ cũng vì đó mà giãn nhẹ ra. Mạc Tú Anh cười nhạt nói, có đại tỷ nhường cho ta được không? Cổ Phi Quỳnh cất giọng nói, khỏi, ta phải tự tay làm thịt con tiểu cầu này mới được. Lữ Chính Anh bật cười ha hả nói, Cổ Phi Quỳnh, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng muốn giết được ta, có lẽ cả cuộc đời này ngươi cũng không làm được đâu. Dứt lời liền cười nhạt nói, hóa ra là ngươi giấu tài nghệ. Nguyên lúc này Cổ Phi Quỳnh đã cải biến kiếm lộ, có công có thủ, có thanh có sắc. Có lẽ y thị vì tâm trạng bình tĩnh, có lẽ cũng vì Lữ Chính Anh tài nghệ cũng chẳng cao nên sống khí dâng trào, khiến cho thân thủ của y thị lúc này đã hoàn toàn khác xa với cái thân thủ điên cuồng lúc nãy. So ra thân thủ của Lữ Chính Anh không cao minh hơn y thị bao nhiêu. Sau khi y thị triển khai phản kích, ít ra cũng đã chuyển liệt thế sang bình thế. Nhưng thế quyền bình mà y thị cố gắng giành được trước sau chẳng qua cũng kéo dài chỉ 10 chiêu. Tiếp sau như bị mê hoặc lại bị Lữ Chính Anh áp chế trở lại. Cổ Phi Quỳnh là đại hành gia, tình huống này khiến cho y thị ý thức được là đã gặp phải một khắc tinh khó nuốt. Lúc này, Hồ Diên Mỹ và Mạc Tú Anh đã đưa mắt nhìn nhau sẵn sàng hành động. Những điều này không qua nổi mắt của Lữ Chính Anh, nhưng Lữ Chính Anh vẫn tỏ ra như không biết gì, cất giọng hỏi Chu Thắng Nam. Đại tiểu thư, yêu nữ này xử trí như thế nào đây? Chu Thắng Nam không thể quên được nỗi nhục bị Cổ Phi Quỳnh đánh hai cái bạt tai, nghe xong liền rít giọng nói. Giết! Thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp đó liền hướng về Cổ Phi Quỳnh cười nói, Cổ Phi Quỳnh, đáng tiếc vô cùng, tiểu khả thượng mệnh chấp hành, phu nhân khoan dung cho. Dứt lời, trường kiếm dồn đầy chân lực. Mặc dù trên chiêu thức người ngoài không nhìn thấy biến hóa gì, nhưng người trong cuộc là Cổ Phi Quỳnh lại cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Lúc này Hồ Diên Mỹ và Mạc Tú Anh đã vận công tiến sát tới, sẵn sàng chi viện. Tình cảnh Cổ Phi Quỳnh càng lúc càng nguy hiểm, thì đột nhiên có một bóng người từ trong đám người bên phải lao thét tới. Dừng tay! Tang một tiếng, trường kiếm của Lữ Chính Anh đã bị gạt văng, còn thân hình của Cổ Phi Quỳnh đã được một luồng ám kình mềm mại bức lùi ra ngoài nửa trượng. Đó là một vị thanh y văn nhân tuổi khoảng tứ tuần, nhưng trông vẫn rất còn phong độ khoáng đạt. Sau khi xuất thủ xong liền nói với Lữ Chính Anh, này, bọn ta bàn xong hãy đánh. Các hạ là ai? Thanh y văn nhân lại quay đầu về phía Cổ Phi Quỳnh nói, Cổ phu nhân, tại hạ tiếp ứng chế, có tội, có tội. Cổ Phi Quỳnh hừ một tiếng nói, bớt nói đi, hãy mau giúp ta giải quyết chuyện. À, dạ, điều này xin cứ tin tưởng cho tại hạ. Lữ Chính Anh lạnh lùng nói, các hạ nên trả lời câu hỏi của ta chứ. Lão đệ đã hỏi gì? Rõ ràng câu hỏi hồi nãy y không nghe thấy. Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói, ta hỏi ngươi là cái thá gì? Hóa ra là hỏi điều ấy. Có lẽ ngươi bị con yêu nữ Cổ Phi Quỳnh mê hoặc rồi. Lão đệ nói rất phải, điều này gọi là sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Kẻ hèn này họ công tôn tên là Thái. Lão tiểu đệ đã nghe qua rồi chứ? Vừa nghe thấy cái tên công tôn Thái này, không những Lữ Chính Anh giật mình mà Chu Thắng Nam, Chu Á Nam cũng biến sắc. Đối với Lữ Chính Anh, đây là một trường hợp không dễ xử lý. Tại vì người và chuyện có liên đới đến công tôn Thái quá phức tạp rắc rối. Với địa vị môn hạ của Thất Sát Lệnh thì chàng không cách gì xử lý thích đáng được. Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác một lát mới ồ lên một tiếng nói, hóa ra các hạ là Hoa Hoa công tử công tôn Thái. Đúng vậy, cũng may là lão đệ có biết ngoại hiệu của ta. Các hạ sao lại nhúng tay can thiệp vào chuyện này? Chính lão đệ mới nhúng tay can thiệp đó. Tại sao? Cổ phu nhân cùng với hai vị đây nhận sự ký thác của ta đến tiếp dẫn tiểu nữ này. Rồi đưa hai tay chỉ Chu Thắng Nam, công tôn Thái mỉm cười nói, nếu không có lão đệ nhúng tay vào thì tiểu nữ đã sớm bị Cổ phu nhân tóm lấy. Lúc này Chu Thắng Nam bỗng cất giọng nói, Lữ Chính Anh, bọn ta đi thôi. Công tôn Thái bật cười ha hả, à đầu, phụ thân tự lại đón người, ngươi còn đi đâu nữa chứ? Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói, các hạ, vấn đề này các hạ tốt hơn hãy đi cùng bọn ta gặp lệnh chủ. Công tôn Thái nói, đó là chuyện sau này, bây giờ ngươi và Chu Á Nam có thể đi, nhưng nữ nhi của bọn ta phải để lại. Chu Thắng Nam nhướng mày nói, muội muội, bọn ta đi thôi.
A Đầu, dám không nghe lời ư? Ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của một phụ thân chưa? Chưa, nhưng từ bây giờ trở đi, ta sẽ bù đắp gấp bội những khuyết điểm nợ nần của quá khứ. Ta không cần ngươi bù đắp gì, ngươi tốt hơn hãy mau đi đi. Tại sao? Để cho nương mẫu của ta thấy ngươi, thì ngươi sẽ mất mạng ngay. Công Tôn Thái cười sảng khoái nói, nữ nhi ngoan lắm, có hiếu như vậy cũng không uổng công ta lại đây đón ngươi. Dứt lời lại cười tiếp nói, nhưng nữ nhi cứ an tâm đi, nương mẫu của ngươi tất nhiên đã chịu đựng nhiều rồi, ta cũng sẽ không lặp lại chuyện xưa. Ta không sợ nương mẫu ngươi giết ta, ngươi trở về với ta, ta sẽ không để cho ngươi bị thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi dĩ vắng mà ngươi gây ra cho nương mẫu ta quá nhiều. Đó cũng là một cái giá, nương mẫu ngươi nếu không bị những thiệt thòi đó thì làm sao có được thành tựu như bây giờ. Rõ là ăn nói ngụy biện lung tung, nếu ngươi không phải là phụ thân của ta thì ta đã chửi rủa ngươi rồi đó. Không sao cả, muốn chửi thì cứ chửi, ta không những không tức giận mà còn rất thích nghe. Chu Á Nam kéo nhẹ ống tay áo của Chu Thắng Nam, hai người đi xuống lầu. Công Tôn Thái bật người vọt tới, A Đầu, sao lại bỏ đi? Nhưng y chưa dứt lời đã bị Lữ Chính Anh chặn lại, khiến cho Công Tôn Thái tức giận quát lên, sao ngươi lại ngăn chặn ta đi tìm nữ nhi ta? Lúc này Cỏ Phi Quỳnh, Mạc Tú Anh cũng lao người tới chặn đường hai tỷ muội họ Chu ở đầu cầu thang. Cỏ Phi Quỳnh đối mặt với Chu Án Nam, Mạc Tú Anh đối mặt với Chu Thắng Nam. Chu Thắng Nam đương nhiên kém cỏi hơn Mạc Tú Anh, nhưng Chu Án Nam với Cỏ Phi Quỳnh thì ngang tài có dư, có thể phân sức chi viện cho Chu Thắng Nam. Vì vậy cục thế trận đấu trở nên quân bình. Lữ Chính Anh hỏi Công Tôn Thái một câu rất hay, các hạ chưa được chứng minh, làm sao khẳng định các hạ là Công Tôn Thái? Công Tôn Thái thấy tỷ muội Chu gia đã bị ngăn chặn nên an tâm cười nói, làm thế nào mới chịu tin? Cách đơn giản nhất là hãy cùng ta đi gặp lệnh chủ. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Dám hay không đó là chuyện của ngươi. Lữ Chính Anh, ngươi phải biết phải trái một chút. Rất tiếc, bảo vệ đại tiểu thư là chức trách của ta. Xem ra không làm cho ngươi sáng mắt, ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi. Có gì hay ho thì ngươi cứ thi diễn ra coi. Công Tôn Thái liền quát, tiểu bối, hãy tiếp chiêu. Tang một tiếng, hai người đã giao thủ với nhau. Qua ba chiêu, Lữ Chính Anh đã nhìn thấy ra mấu chốt, bất giác nói, ngươi sử dụng phục ma đao pháp phải không? Công Tôn Thái gật đầu cười nói, tiểu tử, ngươi kiến thức rộng lắm. Học trộm ở đâu vậy? Nhóc con trông rất anh tuấn, mà sao ăn nói khó nghe quá vậy? Võ học thiên hạ vạn lưu đồng nguyên. Đừng huyên thuyên trước mặt ta, ngươi nên biết đừng múa gì qua mắt thợ. Vậy thì phải nói sao ngươi với tin đây? Ta chắc chắn võ công của ngươi xuất xứ từ kiếp dư sinh tiền bối. Lữ Chính Anh và kiếp dư sinh tuy có quan hệ sư đồ nhưng vẫn chưa chính thức bái sư, vì vậy mà Lữ Chính Anh gọi là kiếp dư sinh tiền bối chứ không gọi là gia sư. Cũng vì cho đến lúc này thân thế của kiếp dư sinh vẫn chưa chính thức công khai, nếu bây giờ tôn kiếp dư sinh là gia sư thì đối với tình thế võ lâm hiện tại sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Công Tôn Thái hơi ngơ ngác, còn gì nữa? Còn nữa, chiêu thức giống với điển bân của Hoàng Sơn phái rõ ràng là đều xuất xứ từ bí kíp phó bản của kiếp dư sinh tiền bối. Đừng ăn nói huyên thuyên nữa, ta đã nói võ học thiên hạ vạn lưu đồng nguyên. Cấm mồm đi. Đúng lúc này Chu Thắng Nam kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hóa ra Hồ Diên Mỹ đã đột ngột xông vào Chu Thắng Nam. Chu Thắng Nam đối với Mạc Tú Anh vốn đã kém một bậc, nếu không có sự chi viện của Chu Án Nam thì quả thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ lại có thêm Hồ Diên Mỹ công lực còn cao hơn cả Mạc Tú Anh thì làm sao Chu Thắng Nam chịu đựng nổi mà làm sao không kinh hãi thét lên một tiếng cơ chứ. Lữ Chính Anh nhìn thấy như vậy, dùng lực bức lui Công Tôn Thái phi thân chi viện, đồng thời Chu Án Nam cũng kịp thời chi viện ngăn ngang Hồ Diên Mỹ và Cổ Phi Quỳnh. Cũng vì vậy Lữ Chính Anh phi thân lao tới liền bị Mạc Tú Anh chặn đón. Lữ Chính Anh vừa tức vừa lo thi xuất toàn lực, vừa giao thủ liền bức ép Mạc Tú Anh rơi vào hiểm cảnh thoái lui liên tục. Lúc này Chu Thắng Nam xem như được rảnh tay. Công Tôn Thái bị Lữ Chính Anh bức lùi trong lòng bực tức, vừa thấy Chu Thắng Nam ở một mình liền xông đến Chu Thắng Nam cười nói, nữ nhi ngoan ngoãn, hãy đi theo ta. Nhưng y chưa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên lọt vào tai làm y kinh hoàng. Trước ngực Mạc Tú Anh máu tươi phun trào ra lao ngã vào y.
Nguyên Lữ Chính Anh vì lo lắng an nguy của Chu Thắng Nam mới không thể không dùng thủ đoạn sấm sét giết chết Mạc Tú Anh, rồi cùng với chiêu thiên vòng thân chương ngăn chặn Công Tôn Thái đến Chu Thắng Nam. Đồng thời thừa theo kiếm thế cắt đứt đi một mảng tóc trên đỉnh đầu Cổ Phi Quỳnh đang cùng với Hồ Diên Mỹ liên thủ lực chiến Chu Án Nam. Chỉ một chút xíu là làm tổn thương đỉnh đầu của Cổ Phi Quỳnh. Vì vậy, đồng lúc thi thể của Mạc Tú Anh ngã vào Công Tôn Thái, thì Cổ Phi Quỳnh cũng sợ hãi thét lên một tiếng, phi thân ra ngoài nam trường. Lúc này, trận ác đấu chỉ còn lại hai nhóm, Lữ Chính Anh đối với Công Tôn Thái, Chu Án Nam đối với Hồ Diên Mỹ. Chu Thắng Nam lúc này tâm thần có bất an nên chống kiếm đứng sang một bên. Cổ Phi Quỳnh đưa tay giở đầu, sau khi thấy trên đầu không có bị thương tích gì hết mới định tham chiến trở lại. Thế nhưng y thị sẽ liên thủ với Hồ Diên Mỹ đối phó với Chu Án Nam hay là xông vào Chu Thắng Nam. Điều này vẫn không có cách gì phán đoán được. Nhưng chính anh vừa múa trường kiếm vừa cất giọng nói: "Cổ Phi Quỳnh, ngươi phải biết an phận đấy." Đương nhiên, câu nói này rõ ràng là có ý cảnh báo Cổ Phi Quỳnh, nhưng cũng là thầm nhắc nhở Chu Thắng Nam cẩn thận, coi chừng địch thủ đánh lén. Công Tôn Thái liền bật cười ha hả nói: "Lữ Chính Anh, ngươi lo lắng hơi nhiều đó." Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói: "Các hạ, ta đã nể mặt ngươi nhiều rồi, cần phải biết phải trái một chút." "Thế nào mới là biết điều?" "Hãy tự động thoái lui đi." "Đúng là chỉ biết nói theo ý mình." Chưa dứt lời, Lữ Chính Anh đã xoạt 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 liên tiếp ba kiếm, bước Công Tôn Thái lùi năm bước rồi cười nhạt nói: "Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy chưa đủ thì ta sẽ mạnh tay hơn một chút nữa." Công Tôn Thái bật cười nói: "Nếu muốn mạnh tay hơn thì đừng có giấu tài nghệ nữa, hãy trổ hết ra đi." "Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Chưa dứt lời, kiếm thế biến hóa tinh diệu, tuyệt chiêu như trưởng giang đại hải liên man dâng trào, bao phủ Công Tôn Thái trong một màn mưa kiếm. Công Tôn Thái rõ ràng là đã mất đi sức mạnh phản kích, nhưng y vẫn tỏ ra không sợ hãi, bật cười ha hả nói: "Lữ Chính Anh, ngươi đã đủ sức để giết ta, sao còn chưa hạ thủ đi?" "Ngươi nhất định muốn ta nói trắng ra sao?" "Ngươi bối rối, hay để ta tự nói ra chứ?" Lữ Chính Anh hừ một tiếng không nói gì. Công Tôn Thái mỉm cười nói: "Lữ Chính Anh, vì ta là trượng phu của lệnh chủ các ngươi, cũng là phụ thân của đại tiểu thư các ngươi, nên ngươi không dám hạ thủ giết ta." Lữ Chính Anh bị nói trúng tâm sự, bất giác hơi ngẩn người ra. Lúc này Chu Án Nam đối đầu với Hồ Diên Mỹ đã đến hồi căng thẳng. Hồ Diên Mỹ vốn không phải là địch thủ của Chu Án Nam, cố gắng cầm giữ hơn 20 chiêu thì rơi vào tình thế bế tắc. Chu Án Nam thì dư sức đối phó với Hồ Diên Mỹ, và Án Nam cũng hiểu rõ tình hình phía Lữ Chính Anh. Vì vậy, để giải trừ tình cảnh khó xử phía Lữ Chính Anh, Án Nam không thể không tăng bức áp với Hồ Diên Mỹ. Án Nam vừa tăng cường công thế, vừa gằn giọng quát lớn: "Hồ Diên Mỹ, ngươi cần phải biết thoái lui cho đúng lúc." Hồ Diên Mỹ cũng đã nhìn thấu tâm ý của Chu Án Nam, nên dù y thị rơi vào liệt thế nhưng vẫn nghiến răng cố gắng cầm cự. Lúc này, Công Tôn Thái quay về phía Cổ Phi Quỳnh thét lớn: "Cổ phu nhân, mau giữ lấy nữ nhi của ta." Nghe thế, Lữ Chính Anh liền quát lớn: "Kẻ nào dám phạm động thì hãy lấy Mạc Tú Anh làm gương đó." Cổ Phi Quỳnh nghe Lữ Chính Anh quát lên như thế thì không dám có hành động gì. Lữ Chính Anh lại quát lớn với Công Tôn Thái: "Tóm lại là ngươi muốn gì?" "Ta chỉ muốn nữ nhi ta về." "Có ta và nhị tiểu thư ở đây, ngươi đừng có hỏng." "Lữ Chính Anh, ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi." Chưa dứt lời, đã nghe Hồ Diên Mỹ thét lớn một tiếng, thì ra y thị đã bị Chu Án Nam đâm trúng một kiếm vào cánh tay, đang lảo đảo lùi ra sau. Cổ Phi Quỳnh thấy thế, đành phải nghiến răng cố gắng vung kiếm, xông tới liên thủ với Hồ Diên Mỹ đối đầu với Chu Án Nam. Chu Thắng Nam vẫn đứng ngớ người, dường như trận ác đấu này không có liên quan đến nàng. Lữ Chính Anh nhướng mày, gằn giọng quát: "Công Tôn Thái, ngươi có rút lui hay không?" "Không bao giờ." "Không cho ngươi sáng mắt ra, thì ngươi vẫn cho rằng ta trị không nổi ngươi." Dứt lời, ánh sáng lạnh của kiếm khí lóe lên, Công Tôn Thái thét lớn một tiếng, tiếp đó người đổ gục xuống. Do vì Lữ Chính Anh chỉ dùng mặt kiếm vỗ ngang, nên Công Tôn Thái không bị thương tích trầm trọng. Lữ Chính Anh ấn mũi kiếm vào yết hầu của Công Tôn Thái, gằn giọng hỏi: "Công Tôn Thái, ngươi nói thế nào?" "Võ công của ngươi cao hơn ta, thì ta còn nói gì nữa?"
ta không có thời gian nói chuyện dài dòng với ngươi. Vậy thì ngươi giết ta đi, nếu không dám giết thì hãy thả ta. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không dễ dàng tha cho ngươi. Ngươi cần phải chấp nhận một điều. Chấp nhận gì? Vẫn là lời cũ, ngươi hãy lập tức thoái lui đi. Ta cũng vẫn lời cũ, không thể làm như thế được. Chợt sau lưng y vang lên tiếng cười gượng của Hồ Diên Mỹ. Thôi đi Công Tôn đại hiệp, bọn ta đi thôi. Công Tôn Thái ngạc nhiên hỏi, thế nào, Hồ Diên phu nhân thua rồi sao? Hồ Diên Mỹ gượng cười nói, nếu ta liên thủ với Cổ Phi Quỳnh thì có thể chế phục được A Đầu này, còn bây giờ thì không thể được. Cổ Phi Quỳnh cũng chen lời nói, bọn ta đối địch không nổi, tự động rút lui thì sẽ tốt hơn. Công Tôn Thái gượng cười nói, ý của nhị vị phu nhân cũng muốn ta phải biết lựa chiều mà hành động ư? Hồ Diên Mỹ, Cổ Phi Quỳnh cùng gật đầu nói, không sai. Dứt lời, Hồ Diên Mỹ lại nghiêm mặt nói, chỉ cần bọn ta toàn thân rút lui được, sau này còn có nhiều cơ hội để phục hận. Công Tôn Thái gật đầu nói, được, ta nghe nhị vị. Tiếp đó nhìn Lữ Chính Anh cười cười nói, tiểu tử hãy tha cho ta. Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ ra rồi đấy. Lữ Chính Anh nhấc mũi kiếm khỏi yết hầu của Công Tôn Thái. Công Tôn Thái liền đứng phẳng dậy, phủi phủi đất bụi bám trên người nói, hậu sinh khả úy, hôm nay ta mới thật sự lãnh hội được câu nói này. Chu Thắng Nam đột nhiên bước tới, nghiêm mặt nói, phụ thân xin bình tĩnh một chút, hài tử có chút lời. Công Tôn Thái cười nói, nữ nhi có lời thì cứ nói. Phụ thân, đây là lần đầu tiên hài tử gọi phụ thân, nhưng cũng là lần cuối cùng hài tử gọi là phụ thân. Công Tôn Thái biến sắc, nhíu mày hỏi, ý này là thế nào? Chu Thắng Nam lạnh lùng nói, phụ thân, nếu nữ nhi nói thẳng ra thì phụ thân đừng tức giận. Công Tôn Thái bất giác cười nói, có gì ngươi cứ nói. Chu Thắng Nam thở dài nói, từ sau khi hài tử biết thân thế của bản thân mình thì vô cùng lấy làm xấu hổ, mình lại có một phụ thân như vậy. Nhưng lúc đó hài tử vẫn có một niềm hy vọng, hy vọng là nương mẫu của hài tử chỉ vì quá tức giận mà nói quá về cái xấu xa của phụ thân. Công Tôn Thái gượng cười nói, đúng vậy, nương mẫu của ngươi có cái tính xấu xa như vậy, đối với bất cứ ai, yêu thì khen, ghét thì chê. Chu Thắng Nam lắc đầu nói, không phải thế, lời của nương mẫu hài tử không nói quá chút nào. Công Tôn Thái nhíu mày hỏi, ngươi sao lại võ đoán như thế? Tại vì hài tử tin vào tai và mắt của bản thân mình. Ấn tượng của ngươi đối với ta xấu như thế sao? Phải, hành động và lời nói của phụ thân đã khiến cho những mộng tưởng xưa kia của hài tử biến mất, đồng thời cũng khiến cho cảm giác xưa kia có một phụ thân đáng xấu hổ lại càng nặng nề thêm. Nữ nhi, ta cho rằng ngươi đã trúng quá nhiều độc tố của nương mẫu nhà ngươi, đã quá hiểu làm phụ thân của ngươi. Phụ thân, hài tử không còn là một đứa trẻ con nữa, lẽ nào những điều tai nghe mắt thấy là giả sao? Vì vậy sau này ngươi không thừa nhận ta là phụ thân của ngươi sao? Không phải thế, bất kể phụ thân xấu xa như thế nào, phụ thân vẫn là phụ thân của hài tử, hài tử làm sao không thừa nhận cơ chứ? Vì vậy tại sao vừa rồi ngươi lại bảo đây là lần cuối cùng gọi ta là phụ thân? Tại vì sau này giữa phụ thân và hài tử sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa đâu. Nữ nhi, ngươi nhất thiết không thể nghĩ như thế. Phụ thân an tâm đi, nữ nhi sẽ sống kiên cường, ý của nữ nhi hoàn toàn là chỉ phụ thân đó. Ta thế nào? Phụ thân phải biết, nương mẫu hận phụ thân tận xương tủy, có giết phụ thân mới can tâm. Vì vậy... À, hóa ra điều ngươi muốn nói là thế. Điều này ngươi cứ an tâm, đừng thấy nương mẫu của ngươi nói cương quyết như thế mà cho là thật. Dù sao ta và nương mẫu của ngươi cũng là phu thê. Không phải thế phụ thân, vừa rồi nữ nhi đã nghĩ kỹ, phụ thân chỉ có một con đường đi mà thôi. Được, nữ nhi, ngươi đã có hiếu tâm như vậy thì ta đây có chết trong tay nương mẫu của ngươi thì cũng cảm thấy được an ủi vô cùng rồi. Nữ nhi, ta muốn nói cho ngươi đừng bi quan như thế, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Phụ thân không nghe theo cách nữ nhi sắp xếp cho phụ thân sao? Nghe, ngươi hãy mau nói đi. Nữ nhi nói ra, phụ thân nhất định phải nghe. Điều này... Chỉ cần chuyện đó phụ thân có thể làm được
phụ thân nhất định nghe theo. Được, cách mà nữ nhi nghĩ dùng cho phụ thân là từ bây giờ trở đi hãy lập tức cao chạy xa bay, tìm một nơi động thiên phú địa, sơn minh thủy tú mà ẩn cư an dưỡng tuổi già. Nữ nhi, ngươi cùng đi với ta chứ? Nữ nhi không thể. Phụ thân cần phải biết, nữ nhi phải ở lại để hầu hạ tuổi già của nương mẫu. Công Tôn Thái trầm tư một lát rồi mỉm cười nói: Nữ nhi, lời của ngươi ta không thể nào trả lời ngay lập tức được, để ta suy nghĩ được không? Chu Thắng Nam gượng cười: Còn suy nghĩ gì nữa phụ thân? Phụ thân cần hiểu rõ, tin tức phụ thân xuất hiện ở đây sẽ mau chóng lan truyền đến tai của nương mẫu. Chỉ cần nương mẫu tìm được phụ thân thì thật không thể lường được hậu quả. Ta không đến nỗi phải sợ hãi điều này. Thế nhưng nghĩ đến hiếu tâm của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Rồi Công Tôn Thái thở dài nói: Nữ nhi, ngươi đã không muốn đi với ta thì ta đành đi một mình vậy. Chu Thắng Nam cười buồn nói: Phụ thân, thỉnh thứ nữ nhi bất hiếu, xin ghi nhớ lời của nữ nhi vừa nói. Ta sẽ ghi nhớ. Nói xong, Công Tôn Thái quay về phía Cổ Phi Quỳnh, Hồ Diên Mỹ nói: Nhị vị phu nhân, bọn ta đi thôi. Lữ Trinh Anh cùng Chu gia tỷ muội sau khi quay về Vân Mộng Biệt Phủ liền đem sự tình kể lại cho Chu Tứ Nương nghe. Phản ứng của Chu Tứ Nương rất là lãnh đạm, ngay hai anh nữ cũng không cách gì đoán ra được trong lòng Chu Tứ Nương đang suy nghĩ những gì. Hai ngày sau đó, mọi chuyện lặng lẽ trôi qua. Hôm nay đã là sáng sớm của 29 tháng 12, một ngày nữa sẽ là trừ tịch. Đến nguyên đán đại hội, chẳng qua chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Lúc này Chu Tứ Nương đang lặng lẽ thả bộ trong sân lớn một mình, bất chấp trời mưa tuyết. Đúng lúc đó, Tử Y Tứ Hiệu đang trực ở ngoài cổng, vội vã đi tới Chu Tứ Nương, cúi người thi lễ nói: Báo cáo lệnh chủ, Võ Dương Tiêu Cục có Lộ Thanh Bình cô nương cầu kiến. Chu Tứ Nương ngơ ngác ồ một tiếng nói: Người hãy dẫn Lộ Lộ cô nương vào tiểu hoa sảnh gặp ta, ta sẽ đến ngay. Tử Y Tứ Hiệu cung kính ứng thanh rồi quay người bỏ đi. Chu Tứ Nương lại gọi trở lại nói: Khoan đã, hãy tìm Lữ Chính Anh cho ta. Tử Y Tứ Hiệu liền nói: Hồi bẩm lệnh chủ, Lữ sứ giả đang cùng với Lưu tổng quản ở cổng, thuộc hạ sẽ lập tức đi gọi ngay. Tử Y Tứ Hiệu sau khi truyền đạt mệnh lệnh liền dẫn Lộ Thanh Bình đi, còn Lữ Chính Anh liền lập tức đi gặp Chu Tứ Nương. Chu Tứ Nương đợi Lữ Chính Anh đến liền lập tức nói: Miễn lễ. Lữ Chính Anh vẫn cúi người nói: Lệnh chủ có gì dạy bảo. Chuyện riêng mà cũng là chuyện chung. Dạ, thuộc hạ xin lắng nghe. Bọn ta vừa đi vừa nói. Quay người đi phía đại sảnh, Lữ Chính Anh cung kính đi theo phía sau. Chu Tứ Nương thò dài nói: Chính Anh, mấy ngày này ngươi thấy đại tiểu thư có vẻ buồn chứ? Dạ, thuộc hạ có thấy. Không biết tại sao lại như vậy? Rất có thể là nguyên nhân song trùng Công Tôn Thái và Điền Bân. Không, chỉ đúng có một nửa, không phải là vấn đề nghiêm trọng. Thuộc hạ ngu muội, kỳ dư không cách gì đoán được. Đoán không được, ta có thể nói cho ngươi. Không ai có thể hiểu nữ nhi bằng mẫu thân. Đối với tâm sự của hai nữ nhi của ta, ta hiểu rất rõ. Lúc này hai người đã bước vào đại sảnh. Chu Tứ Nương ngồi xuống một chiếc ghế bành, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: Ngươi hãy ngồi xuống đi, bọn ta bàn xong chuyện của bản thân rồi hắn đi tiếp kiến Lộ Thanh Bình. Lữ Chính Anh ngồi xuống, Chu Tứ Nương liền nhíu mày nói: Chính Anh, ngươi chắc không biết Thắng Nang cũng đang yêu thầm ngươi. Lữ Chính Anh giật mình nói: Sao lại như vậy được? Phải, bất cứ ai ở vị trí của ngươi cũng sẽ không cảm thấy. Tại vì trước đây A Đầu đã không chỉ một lần muốn ép ngươi tự sát. Nhưng sự thật ra lúc đó, nếu ngươi thật sự muốn tự sát, A Đầu tất sẽ ra tay ngăn trở. Lệnh chủ đã hỏi đại tiểu thư sao? Không sai, cá tính của A Đầu còn cô tịch hơn cả ta nữa. Cách biểu hiện tình yêu thì càng tàn nhẫn thiên kiến, không một nam nhân nào có thể chịu nổi. Nhưng thuộc hạ lại biết kẻ mà đại tiểu thư yêu trong lòng đó là Điển Bân. Lầm rồi, A Đầu thân thích với Điển Bân là muốn cố ý chọc tức ngươi. Thuộc hạ càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Tại vì nam nhân mà A Đầu yêu là người ngông nghênh giống như ngươi. Nhưng A Đầu hận ngươi quá lãnh cảm ngạo mạn, không chú ý, nên mới cố ý thân thích với Điển Bân,
mong muốn gây sự chú ý của ngươi với A Đầu. Lữ Chính Anh gượng cười nói, các cô nương quả thật khó mà mò ra tâm ý của bọn họ. Chu Tứ Nương gượng cười nói, đối với Điền Bân, Thắng Nam tuy không có tình ý, nhưng gã Điền Bân đó rất hiểu ý người, mọi chuyện đều thuận theo, nghe theo Thắng Nam. Không những có thể làm cho A Đầu giải trừ nỗi cô quạnh, mà còn có thể hóa giải nỗi phiền muộn trong lòng. Bây giờ cái đuôi hồ ly của Điền Bân lộ ra từ động chuẩn đi, lại thêm Công Tôn Thái đúng lúc này xuất hiện, tạo ra trong lòng Thắng Nam sự kích động song trùng. Vì vậy, trên mặt Chu Tứ Nương bỗng phảng phất ra một nỗi buồn u uất, thở dài nói, với cá tính thiên kiến của Thắng Nam, ta lo rằng sẽ không chịu nổi mà đi tới chỗ cực đoan. Lệnh chủ đã giảng giải khuyên bảo đại tiểu thư chưa? Ta nghĩ sự khuyên nhủ của ta hữu hiệu không bằng ngươi. Lữ Chính Anh ngơ ngác, thuộc hạ. Phải, ngươi nên bớt đi cái ngạo ngông của ngươi mà nhân nhượng một chút. Dạ được, lát nữa thuộc hạ sẽ cùng với Á Nam đi. Không, ngươi cần phải một mình tiếp cận mới thu được hiệu quả. Lữ Chính Anh nhíu chặt lông mày lại không nói gì. Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói, Chính Anh, lần trước ta đã nói rồi, ngươi là người tiếp cận cơ nghiệp của ta. Cả đời ta công lực gian khổ, chịu bao dày vò, chỉ có chút cơ nghiệp và hai nữ nhi này cũng chính là toàn bộ sinh mạng của ta. Ngươi hiểu rõ không? Dạ, thuộc hạ hiểu. Đã hiểu rõ rồi thì bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố, nữ nhi của ta, cơ nghiệp của ta đều toàn bộ kỳ thác cho ngươi. Ngươi hãy cố gắng hết mình, đừng phụ kỳ vọng của ta. Lữ Chính Anh giật nảy mình, run rẩy nói, lệnh chủ. Ngươi đừng nói nhiều, lát nữa ta sẽ tuyên bố trước mặt mọi người, ngay từ bây giờ ngươi thăng nhiệm phó lệnh chủ. Còn hai chức vị truy hồn và đoạt mạng sứ giả sẽ do Thắng Nam và Án Nam đảm nhiệm. Sự thay đổi này quả thật quá bất ngờ, khiến cho Lữ Chính Anh không còn cách nào phản kháng. Lữ Chính Anh vẫn còn đang ngơ ngác thì Chu Tứ Nương đã đứng dậy cười cười nói, thôi, bọn ta đi tiếp kiến Lộ Thanh Bình. Vừa gặp Chu Tứ Nương, Lộ Thanh Bình liền vội vàng đứng dậy cúi người thi lễ nói, Lộ Thanh Bình kiến quá lệnh chủ. Chu Tứ Nương gật đầu hoàn lễ, mỉm cười nói, miễn lễ, thế nhưng cô nương có phải kiến giáo phó lệnh chủ của bọn ta mới đúng. Lộ Thanh Bình trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, Lữ công tử thăng nhiệm phó lệnh chủ rồi sao? Chu Tứ Nương gật đầu nói, không sai. Lộ Thanh Bình cười nói, chuyện này bao giờ thế? Chu Tứ Nương cười cười nói, ta vừa rồi mới quyết định, đến lúc này Lộ cô nương là người thứ ba biết tin. Lộ Thanh Bình cười nói, tiện nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh là ngoại nhân đầu tiên biết được cái tin tức chấn động giang hồ này. Tiếp đó lại mỉm cười nói với Lữ Chính Anh, Lữ công tử, không, Lữ phó lệnh chủ, xin chúc mừng. Biểu hiện của Lộ Thanh Bình rất kỳ dị, trong sự hưng phấn lại mang vẻ vắng lạnh khó che giấu. Nhưng Lữ Chính Anh lại không chú ý đến điều này, tất nhiên không thể biết được tại sao Lộ Thanh Bình lại như thế, chỉ khiêm tốn mỉm cười nói, đây chỉ là thiên vị của lệnh chủ, tay hạ cảm thấy lo lắng mà thôi. Lúc này Chu Tứ Nương mới nghiêm mặt nhíu mày nói, Lộ cô nương, lần này có gì nhắn nhủ? Hồi bẩm lệnh chủ, Thanh Bình lần này phụng mệnh mang thư đến. Phụng mệnh của lệnh sư à? Dạ phải. Lộ Thanh Bình liền đưa tay vào ngực lấy ra một phong thư dán kín, hai tay dâng lên cho Chu Tứ Nương, sau đó nói, xin lệnh chủ xem qua. Chu Tứ Nương đón lấy phong thư, sau khi mở ra xem hơi nhíu mày lại rồi đưa cho Lữ Chính Anh nói, ngươi xem đi. Lữ Chính Anh xem xong cũng nhíu mày nói, kỳ quái, ba người này sao lại liên thủ với nhau? Chu Tứ Nương cười nói, với lực lượng của ta hiện nay thì chẳng sợ sự liên thủ của bọn họ, chỉ là lời đề nghị của bọn họ thật không sao hiểu nổi. Lữ Chính Anh liền nói theo, phải, kéo dài nửa tháng có lợi ích cho bọn họ chứ? Nguyên bức thư này là do Thuần Vu Khôn, Âu Dương Thái, Tân Ngọc Phụng liền thanh phát ra, yêu cầu Chu Tứ Nương rời thời gian nguyên đán đại hội thêm nửa tháng, đến Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng riêng hãng tiến hành. Chu Tứ Nương nhìn Lộ Thanh Bình nói, Lộ cô nương có biết nội dung của bức thư này chưa? Lộ Thanh Bình đã biết. Lộ cô nương có biết ai khởi xướng lá thư này và nguyên nhân tại sao không? Nguyên nhân thì Thanh Bình không biết, nhưng người khởi xướng là Chu Quân Ngọc. Hả?
Lữ Chính Anh ngạc nhiên kêu lên. Chu Tứ Nương lẩm bẩm nói: "Tiểu cô nương này lại giở trò gì đây?" Lữ Chính Anh đột nhiên như nhớ lại nói: "Lệnh chủ, có lẽ Chu Cân Ngọc phụng mệnh hành sự." Lộ Thanh Bình cười nói: "Đúng rồi, Chu cô nương đã nói là sẽ tự thân đến giải thích cho lệnh chủ." Lúc này, ngoài hoa sảnh có người bẩm báo: "Khởi bẩm lệnh chủ, Chu Cân Ngọc cô nương cầu kiến." Chu Tứ Nương vội nói: "Được, mau mời vào." Chu Quân Ngọc vào đến, dáng vẻ náo động. Chu Tứ Nương liền nói: "Quân Ngọc, ta vừa mới xem qua lá thư mà Lộ cô nương mang đến, cũng đang nhắc nhở đến cô nương thì cô nương đến đây." Chu Quân Ngọc cười nói: "Lệnh chủ nhắc đến ta có điều gì?" Chu Tứ Nương nói: "Đó là yêu cầu kéo dài nguyên đán đại hội đến nửa tháng sau. Theo Lộ cô nương nói, đó là do cô nương khởi xướng. Hơn nữa, cô nương cũng sẽ tự thân đến giải thích cho ta." Chu Quân Ngọc mỉm cười nói: "Quân Ngọc đến đây là để giải thích cho lệnh chủ. Chẳng qua có một điều Quân Ngọc cần phải nói rõ. Chuyện này bên ngoài tuy do Quân Ngọc khởi xướng, nhưng thật ra có bàn tay của ân sư âm thầm thúc đẩy." Chu Tứ Nương ổ lên một tiếng, rồi quay đầu về phía Lữ Chính Anh ném một cái nhìn hiểu ý, rồi cười hỏi Chu Quân Ngọc: "Bây giờ cô nương hãy giải thích đi." Chu Quân Ngọc cười bí mật nói: "Lệnh chủ, vừa rồi Quân Ngọc có nói đây là chuyện do gia sư âm thầm thúc đẩy thì cũng ngang như đã giải thích rồi. Lệnh chủ cần phải tin vào cách xử sự của gia sư, không thiên hướng một phe nào hoặc có ý hãm hại ai cả." Chu Tứ Nương nhíu mày nói: "Cô nương nói như vậy là muốn ta tiếp nhận yêu cầu này?" "Phải." "Có thể thố lộ nguyên nhân được không?" Gia sư cũng nghĩ đến lệnh chủ sẽ hỏi câu này, nhưng gia sư lại bảo Quân Ngọc một câu chân ngôn 6 chữ. 6 chữ gì? Đó chính là thiên nhân tự hữu đạo lý. Lệnh sư quả thật bí ẩn vô cùng. Nói xong, Chu Tứ Nương liền tiếp lời: "Được, nề mặt lệnh sư, ta sẽ đáp ứng chuyện này. Đa tạ lệnh chủ." "Vậy thì xin lệnh chủ cho Thanh Bình một lá thư hồi âm, để Quân Ngọc tiện về báo cáo ân sư." "Được." Rồi Chu Tứ Nương quay sang Lữ Chính Anh nói: "Chính Anh, mau viết một lá thư hồi âm cho ta." Lữ Chính Anh gật đầu nói: "Chính Anh tuân mệnh." Chu Quân Ngọc cười nói: "Lệnh chủ, chuyện này còn phải xin lệnh chủ ngay lập tức công cáo thông chi cho các võ lâm đồng đạo khác đều được biết rõ." Chu Tứ Nương gật đầu nói: "Được, ta sẽ lập tức dùng danh nghĩa thất sát lệnh chính phó lệnh chủ công cáo thông chi để cho tất cả đồng đạo được biết. Không những nguyên đán đại hội kéo dài nửa tháng nữa, mà ở thất sát môn đã có thêm một phó lệnh chủ." Chu Quân Ngọc trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Ai là phó lệnh chủ?" Chu Tứ Nương cười nói: "Đoán thử xem." "Hẳn là truy hồn sứ giả đã vinh thăng." "Đúng, phó lệnh chủ của ta chính là Lữ Chính Anh." "Hay quá, Chính Anh ca, phải ăn mừng thôi." Lữ Chính Anh gật đầu nói: "Phải phải, nhị cô nương hãy ở đây dùng cơm rồi hẵng đi." Sau buổi trưa, giới võ lâm của vùng Giang Hán truyền đi một tin lớn chấn động. Đó là nguyên đán đại hội do thất sát lệnh chủ khởi xướng, vốn định tiến hành vào nguyên đán, đã quyết định kéo dài thêm nửa tháng đến tiết nguyên tiêu mới tiến hành. Đồng thời, tin tức Lữ Chính Anh được vinh thăng thất sát lệnh phó lệnh chủ cũng gây chấn động giang hồ. Sẩm tối ngày hôm đó, Lữ Chính Anh thăng nhiệm phó lệnh chủ cũng là lúc sắp ăn cơm tối. Chính Anh đang cùng với chính phó tổng quản Lưu Tử Kỳ, Vương Nhân Kiệt đàm luận chuyện phiếm. Sau đó cùng đến tịnh lầu nơi ở của Chu Á Nam. Lúc Lữ Chính Anh đang đi vào tiểu hoa viên trước tịnh lầu của Chu Á Nam, thì Chu Á Nam đang dựa lan can trên lầu ngắm cảnh tuyết. Á Nam vừa thấy Lữ Chính Anh liền lập tức tươi cười nói: "Phó lệnh chủ, xin chào." Lữ Chính Anh dừng lại trên mặt tuyết, ngẩng đầu cười nói: "Á Nam, bọn ta đi thăm tỷ tỷ của muội đi." "Huynh lên lầu đi, muội có chuyện muốn nói với huynh." Nói xong liền quay người đi vào trong phòng. Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác, rồi lập tức phi thân lên lầu, khiến cho a đầu hầu hạ nhị tiểu thư vội cúi người thi lễ nói: "Dạ phó lệnh chủ." Lữ Chính Anh gật đầu rồi tiến vào trong phòng của Chu Á Nam. Chu Á Nam vảnh môi cười nói: "Xin mời phó lệnh chủ ngồi." "Ta không ngồi, Á Nam muội muốn nói gì?"
không thể đứng mà nói được. Á Nam, sắp ăn tối rồi, ta muốn muội đi với ta đến mời tỷ tỷ đi ăn tối. Huynh mời khách à? À, phải. Đi đâu? Chủ theo khách, ta hoàn toàn theo ý của nhị vị. Thật là điệu quá. Theo ý của muội thì chúng ta hãy cùng đi đến Túy Tiền Cư, nơi đã khiến cho huynh nổi trội đó. Được, vậy mau đi mời tỷ tỷ của muội mau. Chú Án Nam không khỏi cười khúc khích nói: Lời của nương mẫu nói với huynh, huynh quên rồi sao? Lời gì? Chú Án Nam bí mật cười nói: Đó là chỉ một mình huynh tiếp cận với tỷ tỷ của muội mà thôi. Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác rồi gượng cười nói: Lệnh chủ đã kể hết mọi chuyện cho muội rồi hay sao? Ngốc ạ, sự thật ý của nương mẫu chính là do muội kiến nghị. Hả? Lữ Chính Anh không khỏi kinh ngạc. Chú Án Nam liền nói: Thôi, đừng ngớ người ra đó nữa, đi đi. Á Nam, bình thường ta vốn không bao giờ một mình tiếp xúc với tỷ tỷ của muội cả. Lần đầu này muội nên cùng đi với ta. Thế nào, nam hán tử đại trượng phu cũng biết thẹn thùng sao? À, không thể nói như thế được. Bất cứ chuyện gì cũng không thể giải quyết nóng vội mà phải tuần tự tiến hành. Chú Á Nam trầm tư giây lát rồi gật đầu nói: Được, muội đi theo huynh, nhưng chỉ lần này thôi đó. Lữ Chính Anh vội chắp tay thi lễ nói: Đa tạ Á Nam muội muội. Chú Á Nam vội vàng né qua một bên cười nói: Ôi phó lệnh chủ, cái trò này của phó lệnh chủ thuộc hạ không dám nhận đâu. Á Nam, muội càng lúc càng bướng đó. Lúc hai người đến nơi ở của Chu Thắng Nam, tỷ nữ hầu hạ Chu Thắng Nam chuẩn bị lên lầu thông báo cho Chu Thắng Nam thì bị Chu Á Nam ngăn lại. Cửa phòng của Chu Thắng Nam khóa chặt bên trong. Chu Á Nam gõ nhẹ vào cửa phòng, bên trong vang lên giọng nói của Chu Thắng Nam: Ai đó? Tỷ tỷ à, muội đây. Người đến làm gì? Có một quý khách đặc biệt mời muội cùng đến bái vọng tỷ tỷ, mời tỷ tỷ cùng đi Túy Tiên Cư ăn cơm tối. Vị khách đặc biệt đó là ai? Tỷ tỷ mở cửa phòng là biết ngay. Lữ Chính Anh lúc này thấy không tiện im lặng mãi, đành phải lên tiếng: Đại tiểu thư, chính là Lữ Chính Anh đây. Giọng nói của Chu Thắng Nam vẫn thở ơ. Ờ, hóa ra là phó lệnh chủ giá đáo. Tiếp đó gằn giọng hỏi: Xin hỏi phó lệnh chủ, ngoài ăn tối còn có điều gì căn dặn khác không? Lữ Chính Anh mỉm cười nói: Không có chuyện khác gì cả. Cách một tiếng, cánh cửa phòng bật mở. Chu Thắng Nam xuất hiện trước cửa, lạnh lùng như một bức tượng đá nói: Rất tiếc phó lệnh chủ, ăn cơm là chuyện riêng, ta có thể không cần phải phục tùng. Lữ Chính Anh không thể nói được gì, đành đưa mắt nhìn Chu Á Nam cầu viện. Chu Á Nam đành nói: Tì tì, phó lệnh chủ hiếm khi mời khách, hôm nay phó lệnh chủ phá lệ, bọn ta được nhờ vào một phen. Chu Thắng Nam ở một tiếng nói: Ta không hứng. Tiếp đó lại nở một nụ cười khó hiểu nói: Nhị vị xin cứ thoải mái, ta không làm phiền quý vị. Nói xong liền đóng chặt cửa lại. Lữ Chính Anh lấy hết can đảm liền đưa tay chặn cửa phòng lại nói: Đại tiểu thư, ta lần đầu tiên mời đại tiểu thư đi ăn cơm, đại tiểu thư không nể mặt ta sao? Phó lệnh chủ ngôn trọng, đã nói như thế thuộc hạ sao dám nhận. Đại tiểu thư, nếu trong lòng đại tiểu thư có gì bất mãn ta thì cứ thoải mái chửi ta một trận, chứ đừng khó chịu với ta như vậy. Chửi phó lệnh chủ ư? Thuộc hạ sao dám. Chu Án Nam liền vội mỉm cười nói: Tí tí, ở cửa lạnh lắm, bọn ta vào trong nói chuyện có được không? Không đợi Chu Thắng Nam có phản ứng gì, Chu Án Nam đã vội lôi Lữ Chính Anh vào trong. Chu Thắng Nam không ngăn cản, chỉ cười nhạt nói: Thế nào, hai người liên hợp đối phó với ta sao? Tí tí, nếu tí tí thấy muội không hợp nhãn, muội có thể bỏ đi ngay. Nói xong liền quay người về phía Lữ Chính Anh liếc một cái rồi nhanh chóng bước đi ra ngoài, thuận tay kéo cửa phòng lại. Đến lúc này Chu Thắng Nam vội nói: Không. Bên ngoài cửa vang lên tiếng cười của Chu Á Nam: Tì tì, phó lệnh chủ, muội đi đến Túy Tiên Cư tử lầu trước đợi các vị. Chu Thắng Nam quay về phía Lữ Chính Anh lạnh lùng nói: Sao phó lệnh chủ chưa đi đi? Đợi đại tiểu thư cùng đi luôn. Ta đã nói rồi, ta không hứng. Lữ Chính Anh chấn định tinh thần, ổn định cảm xúc, sau đó mới nghiêm mặt nói: Đại tiểu thư, nếu ta có điều gì vô tâm, có điều gì đắc tội với đại tiểu thư thì xin...
Phó lệnh chủ không có tội gì với ta cả. Đã không có tội gì với đại tiểu thư, vậy thì đối với thành ý của ta sao lại từ chối? Thành ý ư? Lời nói của phó lệnh chủ có mấy phần thành ý chứ? Toàn bộ là thành ý cả. Tại sao lại bỗng dưng có kiểu thành ý như thế? Lữ Chính Anh không thể trả lời được gì. Chu Thắng Nam lại tựa như cười tựa như không, sau đó nói: có phải tại vì phó lệnh chủ cao thăng? Lữ Chính Anh không kịp nghĩ ngợi nói: à, phải phải. Chu Thắng Nam cười nhạt nói: đừng nói xuôi theo, ta không tin. Vậy có móc tim ra đại tiểu thư mới tin sao? Ta không cần phó lệnh chủ móc tim, chỉ cần chân thật trả lời ta một câu. Được được, ta đang lắng nghe đây. Thành ý này của phó lệnh chủ có phải là do nương mẫu ta gợi ý thúc giục? Lữ Chính Anh không ngờ Chu Thắng Nam lại hỏi một câu như vậy, vì vậy không thể nói thẳng ra mà cũng không thể phủ nhận, không thể trả lời gì được. Chu Thắng Nam cười nhạt nói: thật xem ta như con nít vậy. Tiếp đó lại nhíu mày nói: nói đi, phải hay không cũng không trả lời được hay sao? Lữ Chính Anh đành phải gượng cười gật đầu nói: phải. Nương mẫu ta nói gì với phó lệnh chủ? Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác. Chu Thắng Nam lại gằn giọng nói: hãy nói thẳng ra sự thật đi. Đại tiểu thư, đó là thái độ ăn nói với một phó lệnh chủ của đại tiểu thư hay sao? Ta không có thời gian, cũng không có tâm trạng đâu để nói đùa với phó lệnh chủ. Nói rồi, đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt, nói như ra lệnh: ngồi xuống đi, chậm rãi mà nói. Nói xong, nàng cũng ngồi xuống chỗ của mình. Lữ Chính Anh đành gượng cười nói: dạ. Lữ Chính Anh biết Chu Thắng Nam rất là linh hoạt, nàng đã đưa ra lời cảnh cáo, cho dù không như vậy thì cũng đành phải nói thẳng ra sự thật. Chẳng qua lúc nói đến chỗ nào có liên quan đến lòng tự ái của đối phương thì tránh nặng nói nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua. Tất nhiên Chu Thắng Nam cũng hiểu rõ những điều khó nói trong lòng của Lữ Chính Anh, nhưng sau khi đã nghe xong hết mọi chuyện, vẻ mặt vẫn không bớt căng thẳng, lạnh lùng nói: phó lệnh chủ tin hoàn toàn lời của nương mẫu ta chứ? Phải. Bọn ta tương xúc nhau đã một năm, tuy giữa hai ta bình thường rất ít tiếp cận, nhưng phó lệnh chủ cũng đã thấy ra ý tưởng và tác phong của ta thì cũng giống như cái tên của ta vậy. Lữ Chính Anh gật đầu nói: phải, đại tiểu thư quả là đại trượng phu. Chu Thắng Nam mỉm cười cắt lời nói: đừng nói những lời không ra đầu ra đuôi như thế. Ta thừa nhận nương mẫu ta đã đoán đúng tâm sự của ta, nhưng ngươi đừng cao hứng, tại vì ta không tiếp nhận cái tình cảm như bố thí đó đâu. Đại tiểu thư thế nào mới chịu tin thành ý của ta? Cần nhìn sự thật sau này chứng minh. Được được, ta sẽ không làm cho đại tiểu thư thất vọng. Chu Thắng Nam bỗng hỏi: sau này ngươi ân cần với ta, không sợ có người ghen sao? Lữ Chính Anh cười hỏi: ý đại tiểu thư nói Á Nam sao? Theo ta biết, ngoài Á Nam ra còn có 4 người khác nữa. Người khác tạm thời không nói, đối với Á Nam, đại tiểu thư đã nghĩ sai rồi. Ý này là thế nào? Nói ra đại tiểu thư không tin, chuyện liên quan đến lệnh đường nói về đại tiểu thư chính là do Á Nam đưa ra đó. Có chuyện này sao? Hoàn toàn đúng như thế. Nói thế, sau này lúc phó lệnh chủ ân cần với ta, Á Nam không ghen chứ? Chắc chắn thế. Còn 4 người kia? Chuyện vị lai không ai có thể dự đoán được, chuyện này tạm thời bọn ta đừng nói đến được chứ? Tránh né vấn đề thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề, tại vì điều phải đến sẽ phải đến. Đợi nó đến rồi hẵng hay. Vậy thì phải nói gì đây? Đến túy tiên cư tửu lầu ăn no rồi hẵng hay. Tuy là đêm trước của chủ tịch, cho dù nguyên đán đại hội đã kéo dài thêm nửa tháng mới tiến hành, nhưng túy tiên cư tiểu lầu lúc này vẫn ngựa xe như nước, cao hữu ngồi đầy. Hơn nữa tất cả đều là bằng hữu giang hồ đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc. Tin tức Lữ Chính Anh đã thăng nhiệm thất sát phó lệnh chủ đã lan truyền đi, nên lúc này hai người bước vào tiểu lầu, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ, tiếng ồn ào cũng lắng dịu xuống. Người phục vụ phụ trách đón tiếp đã vội vã bước tới, cúi người nói: phó lệnh chủ, đại tiểu thư, xin mời theo tiểu tử. Chu Thắng Nam vừa đi vừa nói: chỗ ngồi muội muội ta đặt trước phải không? Người phục vụ nói: phải, là chỗ ngồi tốt nhất của bổn quán. Thế nhưng nhị tiểu thư đã có chuyện quan trọng đi rồi. Chu Thắng Nam ngạc nhiên hỏi:
Đi rồi à? Đi đâu? Người phục vụ nói, thế điều này tiểu tử không biết, thế nhưng lại có một vị cô nương khác. Nói đến đây thì bọn họ cũng vừa đi đến chỗ ngồi. Kẻ phục vụ vén bức màn che chỗ lên, mỉm cười nói, chính là vị cô nương này đây. Đó chính là Chu Quân Ngọc. Lữ Chính Anh, Chu Thắng Nam còn đang ngơ ngác thì Chu Quân Ngọc đã cười nói, nhị vị có hoan nghênh vị khách không mời mà đến này không? Lữ Chính Anh cùng với Chu Thắng Nam vào chỗ ngồi. Lữ Chính Anh cười nói, sư muội, cái mũi của sư muội dài thật đó. Chu Thắng Nam cười nói, đã đến rồi không hoan nghênh cũng không được. Chu Quân Ngọc nói, đã có lời của đại tiểu thư thì Quân Ngọc an tâm ăn một bữa rồi. Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi, sư muội, nhị tiểu thư đi đâu? Chu Quân Ngọc cười nói, nhị tiểu thư đã đi cùng với một đại hòa thượng rồi. Sư muội đừng đùa giỡn. Quân Ngọc nói thật đó. Chu Thắng Nam như chợt nhớ ra điều gì, liền nháy mắt với Lữ Chính Anh. Phó lệnh chủ thật là thông minh nhất thế, ngớ ngẩn nhất thời. Lữ Chính Anh gượng cười nói, ta vốn ngu muội, thật không thông minh bằng nhị vị đây. Chu Thắng Nam gượng cười nói, vậy để ta nhắc nhở phó lệnh chủ, phụ thân của Án Nam. Lữ Chính Anh chợt hiểu, cười nói, à, ta hiểu rồi. Tiếp đó đưa mắt nhìn Chu Quân Ngọc nói, sơ muội, phụ thân của An Nam đến thật à? Chu Quân Ngọc gật đầu nói, phải. Chu Quân Ngọc nghiêm mặt nói, đại tiểu thư đừng buồn, gia sư con nói lệnh tôn của đại tiểu thư, nhị tiểu thư những hiềm khích với Chu lệnh chủ, lão gia nhất định sẽ nghĩ cách hóa giải. Đa tạ cô nương, chỉ mong hóa giải được. Lữ Chính Anh nói, đại tiểu thư, thế gian không có oan nghiệt nào mà không thể hóa giải được, chỉ cần gia sư cố gắng thì không có vấn đề gì cả. Chu Thắng Nam thở dài không nói gì. Lữ Chính Anh nói với Chu Quân Ngọc, sư muội, nhị tiểu thư đi đâu thế? Cái này muội cũng không biết. Nhị tiểu thư phát hiện phụ thân đang thầm lén nhìn trộm mình, lập tức nói rõ mọi chuyện với muội, rồi nhờ muội ngồi đây đợi các vị, rồi đi theo hướng phụ thân của mình. Chu Thắng Nam gượng cười nói, phụ thân của Án Nam không dám nhận Án Nam sao? Dạ phải, vị tiền bối đó chỉ thầm lén nhìn trộm nhị tiểu thư. Sau khi nhị tiểu thư phát giác đuổi tới thì vị tiền bối đó ồn ồn bỏ đi. Chu Thắng Nam thở dài nói, sai một bước hận trăm năm. Đủ thấy, một con người không thể đi sai dù chỉ một bước. Chỉ cần đi sai một bước sẽ thống khổ suốt đời. Lữ Chính Anh nói với Chu Quân Ngọc, bọn họ đi về hướng nào? Bọn họ sau khi xuống lầu thì đi về phía nam, dường như đi về phía bến đò. Sư ca đừng lo lắng, có thể lát nữa sẽ có tin đó. Chu Thắng Nam ngạc nhiên hỏi, Chu cô nương phái người theo dõi sao? Không phải theo dõi mà thầm lo liệu. Tại vì vùng Giang Hán lúc này long xà tạp xứ, mọi chuyện đều phải phòng bị mới được. Lữ Chính Anh gật đầu nói, phải, ta có nghĩ như vậy. Chu Thắng Nam cười hỏi, người mà Chu cô nương phái theo lo liệu cho muội muội ta là ai vậy? Chu Quân Ngọc nói, đó chính là Thủy cô nương và Phong Lăng quân mà muội muội thu phục ở Bảo Khánh phủ lần trước. Võ công tuy bình thường nhưng khinh công lợi hại, các món tà môn cũng không thiếu, cần bọn họ giúp đỡ âm thầm thì rất là hợp lúc. Lúc này Lữ Chính Anh, Chu Thắng Nam đều đồng thầm nghĩ, rõ ràng là Án Nam đã mang tình hình của ta hoàn toàn kể lại với quỷ tinh linh này rồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.